xe cẩu cuốc vườn dừa. Làm cái đường đi chính giữa. Làm cái đường đi chính giữa hai cái đường nữa. Để xe ba gác vô. Móc lụm dừa bỏ lên cho dễ. Hai đường đó là lụm dừa bỏ lên dễ ha. Cứ lấy xe đẩy tới đó cái lụm bỏ vô thôi. Còn ở trên đây thì cũng xe dạng này. Tiện lợi.